công ty thực Hành Nguyễn, công ty Auto Hành Nguyễn lại tiếp tục vui mừng test đôi loa BV 455. Đây là một đôi loa mà đã có tên tuổi, vị trí trong lòng khán giả Việt Nam. Tức là đã có rất nhiều các bác đã dùng đôi BV. Thì đây một dòng BV 455 xịn, bãi ở Trung Quốc, còn đẹp không tì vết, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, từ thành thành vỏ cạnh, bát chép phân tần. Để anh em đã cho anh em kỹ thuật, anh em kiểm tra kỹ từng chân cơ kẽ tóc của đôi loa này. Và trước khi gửi xa, em sẽ test âm đôi loa này và em cho đôi loa tỏa sáng trên bầu trời quốc tế, nói chung và Việt Nam nói riêng. Các bác nghe nhé. Đánh một cú đẩy với một chiếc máy tính và một đôi loa BV đã quá đủ cho một cuộc tình như này. Nghe đây, rất mạnh. Cực chuẩn luôn. Đôi loa BV này có công suất là 450W 8 ohm một chiếc. BV 455 đẹp tuyệt vời, xuất sắc, từ trong ra ngoài, từ ngoài tất cả thành vỏ còn zin, bát chiếc đánh cực chuẩn luôn. Cái này em test với một cú đẩy một chiếc máy tính, một đôi loa BV. Bác chỉ cần một cú đẩy, một chiếc máy tính, một đôi loa BV đã đủ nghe nhạc rồi. Gửi xa, em sẽ gửi cho bác Hồ Đức Cường. Bác có địa chỉ là đường Trần Hưng Đạo, phường Đức Long, thành phố Phan Thiết. Bác lấy một đôi loa BV 455 và em khẳng định video mấy bác Cường, đôi loa này còn chất zin nguyên bản, chưa can thiệp sửa chữa bất kể một chi tiết nào trong loa. Và đôi loa này em đã cho anh em kỹ thuật lau chùi sạch sẽ, không còn mốc meo như này. Nếu mà chưa lau chùi sẽ nó sẽ mốc meo này. Đấy. Và trước khi gửi xa, bao giờ anh biết cơ đồ hình kỹ thuật để kiểm tra thật kỹ trước khi xuất hàng. Bác an tâm về các sản phẩm nhà anh Nguyễn, em sẽ gửi bác ngày hôm nay.